Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Website của cái gọi là ngân hàng tự xưng IBH cũng đã đóng. Toàn bộ tài khoản của người tham gia vào mô hình đã bị vô hiệu hóa. Những người vốn vẫn tự xưng đứng đầu dự án giờ cũng đã biệt tâm. Lãi đâu thì chẳng thấy. Gần 5 tỷ đồng mà người phụ nữ này trót đầu tư vào mô hình IBH đang có nguy cơ bị mất trắng. Tôi không thể đăng nhập vào cái trang web mà tôi đã chuyển tiền vào. Đối tượng mà đã mời tôi tham gia vào đầu tư thì tôi cũng gọi điện, cũng như liên lạc thì hoàn toàn là không bắt máy nữa rồi. 500 triệu thì chúng tôi chỉ thu được khoảng 1 phần 10 thôi, trong cái giao dịch trong khoảng 2-3 tháng đầu tiên. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch tiền ảo Forex của hơn 100 đối tượng cầm đầu, có dấu hiệu không minh bạch, không đứng đắn. Mô hình sau có mối liên hệ liên quan đến mô hình trước. Chẳng hạn nhóm môi giới trong mô hình IBH lần này cũng chính là nhóm đứng ra kêu gọi hàng ngàn người dân tham gia vào mô hình đầu tư tiền ảo IMAX Fintech mà bản tin Tài chính Kinh doanh đã phát sóng. Đại diện Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua, hàng chục đường dây lừa đảo lợi dụng đầu tư vào các sàn trên mạng đã bị đánh sập. Tuy nhiên, công tác đấu tranh luôn gặp những khó khăn. Ở Việt Nam cũng chưa có một cái hành lang pháp lý rõ ràng đối với việc quản lý hoạt động của cái sàn giao dịch dạng như thế này. Tuy nhiên là qua công tác nắm tình hình thì chúng tôi cũng đã tập hợp các cái thông tin, kể cả các thông tin có liên quan đến cái công tác quản lý phát hành các cái sàn trên thế giới của các quốc gia, tổng hợp báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ ngành để nghiên cứu xây dựng cái hành lang pháp lý để làm sao chúng ta có cái luật để chúng ta quản lý các loại hình hoạt động này. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước trong cái vấn đề chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan xây dựng và sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các cái phương tiện thanh toán mới liên quan đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số, để nó xem xét ở góc độ là cái tài sản, cái phương tiện thanh toán, phối hợp với cơ quan điều tra trong công tác đấu tranh và xử lý các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số liệu từ Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã tiếp nhận và xử lý trên 2.000 vụ lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt nổi lên là thủ đoạn mới trong việc huy động người dân tham gia vào các sàn Forex, tiền ảo. Bộ Công an cũng đã lập các phương án đấu tranh với các hình thức lừa đảo kể trên.